Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là Tổng Nhanh Công Nghệ cùng với Linami. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2021 và giá các màn hình đang ở mức như sau: 3090 giá 74 triệu, 3080 giá 40 triệu, 3070 giá 34 triệu, 3060 ở mức 20 triệu đồng, vân vân và mây mây. Và thực sự là có lẽ trong khoảng thời gian này thì chúng ta rất khó có thể sở hữu được một chiếc card màn hình với đúng giá trị thực của nó ban đầu. Thế nên là những cái thông tin về chiếc card onboard thì sẽ được quan tâm hơn hết. Bởi lẽ là ít nhất tại thời điểm hiện tại thì nó cũng sẽ giúp cho anh em game thủ chúng ta có cái gì đó để chơi tạm. Và AMD thì trước đây vẫn luôn đi đầu với sức mạnh card onboard, đặc biệt là các dòng APU mới đây như là 4750G hay là 4650G mà chúng mình thì đã có review ở đây. Mới đây, Laker Momomo US đã post một screenshot về thông số của APU Zen 3 với mã Ryzen Pro 5000G, bao gồm có base clock và TDP. Với Ryzen 7 Pro 5750G sẽ có 8 nhân với mức xung là 3.8GHz, phiên bản 6 nhân là 5650G có mức xung 3.9GHz và phiên bản cuối cùng có 4 nhân sẽ là Ryzen 3 Pro 5350G với mức xung cao nhất là 4GHz. Và cả 3 mẫu CPU này đều sử dụng tên mã Sejane và socket ARM4 sẽ là dòng Pro. Còn 5 Pro cũng sẽ có tên tương tự nhưng mà loại bỏ hậu tố 50 đi và chỉ còn số tròn mà thôi. Sự khác biệt giữa Pro và 5 Pro thì không có quá nhiều, bởi vì chữ Pro ở đây thì hiển thị cho các hệ thống máy yêu cầu sự bảo mật, kiểm soát và hỗ trợ dài hơi hơn, tức là sử dụng cho các hệ thống máy chạm của doanh nghiệp. Về sức mạnh của các CPU này thì chúng ta không có quá nhiều thông tin, chỉ duy nhất về chiếc Ryzen 7 5700G được dò dỉ gần đây mà thôi. Tuy nhiên về phiên bản Vega 8 được tích hợp bên trong, do chưa có driver thì nên là cũng không thể nào kiểm chứng được hiệu năng. Nhưng khi nhìn vào thông tin ban đầu thì Vega 8 sẽ có 512 streaming multiprocessor và xung GPU là 2GHz, thấp hơn khoảng 100MHz so với 4700G. Còn điểm CPU thì lại khá khả quan khi đạt 631 điểm đơn nhân và 6782 điểm đa nhân, so với con số là 543 và 5785 của 4700G, tức là sẽ hơn vào khoảng 15% đơn nhân và đa nhân. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là những thông tin dò dỉ mà thôi, còn AMD thì vẫn chưa hề hé lộ một chút gì về tin tức sắp ra mắt những dòng sản phẩm này cả. Và một điều nữa đó chính là AMD thực sự đã thúc đẩy việc bán ra các APU mới này khi dòng 4000G hiện tại cực kỳ khan hàng, vì chủ yếu bán cho các nhà OEM cũng như là đơn vị lắp ráp máy bộ. CPU bán lẻ cực kỳ ít và chủ yếu là qua thị trường chợ đen là chính. Tổng Nhanh Công Nghệ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Có những thông tin hot hit gì về công nghệ cũng như game sẽ được chúng mình thường xuyên cập nhật vào các số Tổng Nhanh Công Nghệ tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!